Đây là xe để đi rửa đường đấy nhá. Đây là một chiếc xe chuyên dùng để đi rửa đường. Các bạn thấy nó có một bồn nước rất to này. Chà, nó có thể phun nước này. Đấy, nó có thể phun nước. Nào đi thôi. Đi thôi. Chà chà, đường ướt này. Đấy, tôi đi rửa đường đấy. Nào đi rửa đường thôi. Nào em bé phụ đi. Đấy, ai là đau quá. Đấy, em bé phụ đi. Em bé phụ rửa đường đấy. Em bé điều khiển ô tô lại đây nào. Đấy, rồi rồi. Nào, đây để bố đi rửa đường nhá. Đường hôm nay khô quá, nắng quá. Để phun để cho nó khô, để cho nó bớt cồn, bớt bụi nhá. Đi thôi. Nhiệm vụ rất là khó khăn. Bồn nước rất là to. Ui, lại rơi rồi. Chờ chờ chờ. Để trời nắng quá, ra cái nắng rồi. Nha. Hàng ngoan lại đây. Đi 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 đi. Nắng quá. Đúng rồi. Đi từ từ thôi nha. Nào đi, để được cái này. Thank you.
lần đi đi nào, đi rửa đường với bố đi, cho tô rửa đường với bố đi. Đấy, con đi phụ đi, con phụ đi. Đi 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 đi. Các bạn nha, ô tô rửa xong đường rồi. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha, chào tạm biệt.